Mình chào quý khán giả đến với Mới Mỗi Ngày, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và thế giới. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Dương Tử bất chấp mọi chỉ trích để được sánh đôi cùng tiêu chiến Mới đây, phía Dương Tử cùng với Hoan Thụy và Yoku, nhà sản xuất và phân phối phim đã chính thức xác nhận nữ diễn viên sẽ vào vai chính trong bom tấn cổ trang trầm vụn hương phai. Trước đó, đã có rất nhiều tin đồn khẳng định nữ diễn viên đã từ chối tham gia dự án phim này thế nhưng sau cùng thì dương tử xác nhận sẽ tham gia đoàn phim trong thời gian tới sự việc liên quan đến trầm vụn hương phai sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như dương tử chốt hạ nhận vai ngay từ đầu được biết lúc mới công bố dự án vai nữ chính được giao cho cảnh điềm nhưng không biết vì lý do khách quan hay chủ quan nào đó mà cô đã rút khỏi dự án bạch lộc được thay thế nhưng ngay sau đó ngôi sao học viện quân sự liệt hòa cũng lên tiếng phủ nhận nữ diễn viên thông báo sẽ không góp mặt trong trầm vụn hương phai như những lời đồn trên mạng rồi đột ngột làm sao, phía Dương Tử xác nhận tham gia dự án, khép lại chuỗi drama liên quan đến trầm vụn hương phai. Cư dân mạng cho rằng lý do Dương Tử gật đầu nhận lời đóng chính cùng nam diễn viên Thành Nghị vì phía sản xuất một mực này nỉ thế vai. Dù sao dự án lần này không ai muốn dính vào, ngay cả Cảnh Điềm và Bạch Lộc còn tránh, hơn là tránh tà, vì vậy Hoan Thụy không còn cách nào khác là phải cho người nhà tham gia. Ngoài ra nhiều fan tức giận khi thành nghị là nam chủ, có thể Dương Tử sẽ có vai trò không nhiều giống Viên Băng Nghiên ở Lưu Ly mỹ nhân sát. Một số fan còn bày tỏ bản thân không thích Dương Tử, nhưng thật sự thương Dương Tử vì cô không may mắn khi phải dính líu vào dự án không mấy khả quan này. Sau khi Dương Tử xác nhận việc đảm nhận vai nữ chính trong trầm vụn hương phai, một loạt scandal liên quan đến chuyện thế vai của cô bị cư dân mạng đào bới. Cụ thể, netizen lôi lại chuyện xấu của Dương Tử trong quá khứ. Sự việc nữ diễn viên cướp vai từ Trần Ngọc Kỳ ở quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn với mục đích chỉ trích đều xấu nữ diễn viên. Tuy nhiên, nguồn tin các blogger thanh minh rằng Dương Tử là người thế vai cứu nguy cho đoàn phim chứ không phải cướp vai của Trần Ngọc Kỳ như những tin đồn vô căn cứ. Mặc dù được thanh minh là thế, nhưng những tin đồn kia vẫn luôn ám ảnh Dương Tử. Cứ khi nào thấy Dương Tử vướng scandal liên quan chuyện thay vai, anti-fan của nữ diễn viên lại liên tiếp gây áp lực với cô. Trầm vụn hương phai chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tô Mịch kể về câu chuyện xoay quanh yêu tinh hoa sen nhan đàm và mối nhân duyên cùng với những chuyến phiêu lưu của nàng với ngư tinh dư mặc và ứng uyên đế quân bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của mới mỗi ngày cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi mọi ý kiến trái chiều mời quý vị để lại trong phần bình luận video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của mới mỗi ngày